rồi bắt đầu tới Dinh Đường Nguyễn các bạn. Đây là khu tuyết tăng nước các bạn. Đây nước đây các bạn ơi, nước vô chai nè các bạn. Hello, đây là anh nhớ các bạn. Có gì thì nói. Chạy. Từ thiện. Nay lên hình đẹp trai dữ bạn. Đây đây đây, này bọc luôn phải không? Đó, vô bọc bọc cho các bạn. Đó, tiếp nước cho cô bác đi gửi các bạn ơi. Lên luôn. Cảm ơn nha, quay. Anh đẹp trai nè các bạn. À, tiếp tăng đủ nước các bạn ơi. Các bạn vào xem mỗi người cho xin một like và một share, một chia sẻ các bạn ơi. Hãy ủng hộ đăng ký kênh các bạn. Ở đó người bán thì giờ mà người mua không có bao nhiêu các bạn ơi. Trời mưa này là thì mấy người mua bán là thua luôn các bạn. Rồi đến Dinh Thủ Nguyễn các bạn. Đưa cầm gì về ăn uống sau gì? Này cha mẹ và gia đình ông dời xuống làng Tân Thuận, tổng An Xuyên, nay là xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Ninh Hải. Mình đi trưởng thành của ông đúng lúc lịch đây sử hình bố cậu Nguyễn là cụ Nguyễn các bạn ơi. Ngặt nghèo bi thảm nhất, vận mệnh của dân tộc ngàn cân treo sợi tóc, kẻ thù là bọn thực dân cướp nước phương Tây có thế lực hùng mạnh và trang bị hiện đại. Ngay từ khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, Nguyễn Trung Trực đã tham gia vào việc phòng chống dịch bệnh và để quay lại cái kỷ niệm cho cô bác tất cả mọi người vào xem không? Đây là chiếc trước phong trào bảo vệ của nhân dân ba tỉnh miền Đông và Pháp rất hoảng sợ và khủng bố. Bây giờ trước mình quay hình cụ Nguyễn đứng trên tàu các bạn ơi. Thời gian này Nguyễn Trung Trực chiến đấu trong nghĩa quân phía Tân An nhằm bảo vệ vùng Gò Công, địa bàn chính của nghĩa quân là vùng đất nước dọc theo sông Vàm Cỏ Đông. Ngày 10 tháng 12 năm 1861, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân lập nên chiến công vang dội, đốt cháy tàu Esperance trên nhà Nhật Tảo, làm cho địch thiệt mạng 17 tên. Sau chiến thắng cuộc tấn công khác đánh vào tàu liên tiếp nổ ra ở bên lúc sông Trà dân dân, làm cho lực lượng hải quân lúng túng bị động. Thấy rõ một viên tướng Pháp từng đánh giá chiến thắng Nhật Tảo là khúc nhạc mở đầu cho cuộc tổng công kích hầu như toàn bộ các đồn lỵ của người Pháp. Sau chiến công Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực xa quế nhận chức quản cơ do triều đình phong tặng. Theo chế độ phẩm trạch quan lại thời Tử Đức thì chức quản cơ là bậc võ quan được xếp vào hàng chánh tứ phẩm. Ngày 20 tháng 6 năm 1867, Pháp chiếm Vĩnh Long, tiếp đó là thành Tử, các bạn. Châu Đốc, An Giang, Hà Tiên. Lúc này Nguyễn Trung Trực lui về Hoàng Châu khi thành Hà Tiên rơi vào tay giặc. Chẳng những ông không nghe lệnh của triều đình trở về Bình Thuận,
mà trái lại. Rồi vô thấy nhà đại ăn các bạn ơi, và chỗ các nguyên tiến tiếp tân chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ tấn công. Ngày 16/6/1868 vào lúc 4 giờ sáng, ông chỉ huy nữ quân quân đội chiến trận lớn tấn công đường Thạch Giá. Các đại thuật pháp của tay sai nữ quân đều bị nữ quân rất là động các bạn. Các bạn nào vào xem xin mọi người cho mình mỗi một người cho một chia sẻ và like các bạn ơi. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm đăng ký kênh các bạn, ủng hộ kênh các bạn. Đây là những món ăn. Mình đi tới ngoài sau luôn các bạn ơi. Chút xíu rồi mình trở vô chỗ điện chánh điện chỗ Nguyễn các bạn, cụ Nguyễn. Nó mỗi người công việc các bạn, đây là chiên đậu hũ các bạn. Ở tủ bên kia không biết nấu cái gì, làm cái gì mà chắc nấu cơm mệt quá. Các cụ, các bác. Mình bữa nay mình sẽ đi giáp luôn cho các bạn xem. Rất là vui các bạn. Rồi, đến khu nấu cơm như vậy nè các bạn ơi. Qua đây tôi nấu cơm luôn các bạn ơi. Chiên xào nấu canh nấu gì nè các bạn. Lửa hồng
ra trước, đi vòng lại ra trước các bạn. Giờ giáp với cái nhà bếp rồi. Thu lạc cao các bạn. Vô đây tối. Vô đây tối cái nó bị nó không có ánh sáng nó không tốt. Không giàu là không có tội tình không có.
hãy đem bắn vào trong đồ, nó sẽ đổ để lăn để cho mấy em cô ba giữ ý đồ của nó nên từ chối không vào. Thấy xong vụ được cô ba, nó mở lời thăm dò. Nó nói rằng nếu cô ba không vào đồ, nó sẽ cho lúc bỏ tù. Cô ba đã hồn buông sợ bắn bỏ chạy. Nó liền nắm tay cô ba kéo lại rồi ôm sát vào nhấc hỏng cô mang vào đồ. Vừa lúc đó có một người già râu dài đầu đội nón bạc thông thoát đi đến nắm lên chén phèn được mặt của ai là nắm cái hiệu sinh rồi lồn tay chặt cô ba vào hông cụ thể đi tới chén phèn lồn vần ngồi dậy thoát xuống ra mắt nhưng chưa kịp bỏ bò thì bị một ngọn cướp cuốn tay làm văng xuống ra xa mấy thước. Đồng thời cụ già bầu thêm một quả đất thô sơn như trời giáng ngay giữa hàng ngã hắn. Hắn ngã xuống đất miệng thọt ra máu. Hắn la chối tối. Bọn lính trong đồ nghe hắn la liền xách súng chạy ra. Thì ông lão dìu cô ba nhảy thuyền qua mấy đuôi ghe đậu dưới sông hồ con đã mất dạng. Bọn lính đuổi theo nhưng muốn qua sông hắn có nhất chạy được dọc qua cầu sắt đầu chợ. Khi chúng qua được bên dưới sông thì sông còn chìm đâu bóng dáng của già. Qua được bờ sông rồi cũng chạy một đoạn cứ lơ an toàn mới đặt cô ba xuống mà người không tỏ ra có chút mệt mỏi nào hết. Cô ba vừa có ý định ngỏ lời cảm ơn và thấy ông là ai mà dám xông vào chỗ nguy hiểm để cứu cô vậy. Video buổi mình quay ngày dỗ của cụ Nguyễn đến đây mình cũng xin kết thúc nha quý vị. Thì mình kính chúc tất cả mọi người được an vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Mình bye bye tất cả quý vị ạ. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video sau.